chính. Người bị một kiện dã man. Jimmy sẽ cố gắng làm hàng trong đêm nay để ngày mai tiếp các nàng. Và ngày mai lại có quá nhiều hợp đồng mới về nữa. Dã man khủng khiếp chưa? Ok, sẽ cố gắng làm thật nhanh để ngày mai tiếp các nàng, vì cuối tuần đã sẽ cực rét rồi.